Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Con tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1756 phê duyệt quy hoạch tỉnh Con tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch là đưa tỉnh Con tum phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và công bằng dựa trên nền kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, là cực phát triển quan trọng của kinh tế vùng Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông Tây với các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Quy hoạch tỉnh Con tum sẽ là kim chỉ nam để các cấp ngành của tỉnh Con tum hoạch định các chính sách, giải pháp cụ thể để quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội không gian phát triển cho địa phương nhằm tạo bước đột phá phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với bốn trụ cột chính, gồm phát triển con tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp thủy điện, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế đô thị công nghiệp dịch vụ dựa trên việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực trọng điểm hội nghị là dịp để tỉnh con tum công bố giới thiệu rộng rãi các nội dung cốt lõi của quy hoạch tỉnh đồng thời chia sẻ những thông điệp khát vọng phát triển mạnh mẽ cũng như mong muốn cùng sát cánh đồng hành hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh và sớm hiện thực hóa các mục tiêu ý tưởng thành hành động cụ thể góp phần đưa tỉnh con tum phát triển nhanh bền vững và toàn diện